cái chấm này, những cái cột bên đây mà thì mình không có quan tâm nhiều, mà mình chỉ còn quan tâm cột bên đây thôi. Thì cái CD là mật độ tế bào mạng mô trên bệnh nhân này là khoảng 2949, cái độ hình chuẩn là khoảng 74, cái từ thay đổi về kích thước là 22, thì đã hoặc là từ 22 đến 31 là bình thường, và cái phần trăm tế bào hát là khoảng 63 trên 60%. Thì bệnh nhân này là một cái kết quả tế bào mạng mô bình thường, thì đo cái máy là phân ăn. Cái ví dụ thứ hai, chúng ta đã nhìn thấy trên bệnh nhân này nó có những cái vùng cấu trúc rất là tối, là nó chen vào giữa các tế bào mạng mô, thì máy thì đến những cái vùng tế bào mạng mô tương đối bình thường. Thì trên cái này nó thấy là cái mật độ tế bào mạng mô nó khoảng 1763, nhưng mà nó thấy là cái SD nó là cái độ đặc chủng nó rất là cao, có nghĩa là không có sự dao động gì về kích thước của những cái tế bào này. Thứ hai là cái CV nó là 44, nó tăng lên, hơn là nó có sự biến thiên kích thước của những cái tế bào này rất là lớn. Mặc dù là cái phần trăm tế bào hát nó tính ra là khoảng 67%, nhưng mà cái kích thước nó là không đều, nó giảm về chất lượng của cái tế bào. Thì cái hình, nhìn cái hình này như nãy chúng ta đã thấy một cái hình tương tự như vậy rồi, thì đây là một trường hợp mà bệnh nhân bị loãng xương tế bào hút. Một cái hình tiếp theo, đây là một cái máy khác mình đưa lên để cho các bạn thấy là có rất là nhiều máy về những cái nhiều cách chụp khác nhau. Thì trên cái máy này mình đọc cũng tương tự như vậy, mình chỉ để ý vào những cái số 9 thôi. Giống như là một độ tế bào là cái quan trọng nhất, cái này là 3193, rồi cái CV của nó là khoảng 30, là vẫn trong cái giới hạn bình thường. Rồi mình tìm một con chỉ số nữa. Rồi còn ở bên đây, các bạn có thấy là ở cái phần mềm này nó cho mình thấy được hai cái biểu đồ là thay đổi về cái kích thước và thay đổi về hình thái. Thì ở trên cái biểu đồ kích thước này chúng ta có thể thấy là đây là đa số cái tế bào mạng mô này là nó tập trung ở cái khoảng là 200 đến 300 hoặc là 300 đến 400 mm. Còn ở đây là về cái hình thái thì cái phần trăm của cái tế bào hát là khoảng 80%. Thì cái phần mềm này cái số mà tế bào hát không để trong đây, nó để dưới đây mình phải đọc. Có nghĩa là tùy theo cái phần mềm thiết kế của máy, kết quả sẽ ra khác nhau, thì mình cần chú ý mình tìm chỉ số quan trọng của mình có thể đọc được. Thì đây là kết quả của một cái tế bào mạng mô bình thường. Thằng này hay hơn kia, máy này bằng giá mua máy này, mua máy kia. Dạ, đây là một cái tế bào, đây là một cái kết quả tế bào mạng mô của một bệnh nhân trước và sau phẫu thuật cataract trên mắt phải. Thì đây thấy là đây là cái mắt phải trước khi mà bệnh nhân tiến hành phẫu thuật, thì tế bào mạng mô trên bệnh nhân này mình thấy là bình thường, mật độ là 2776 CD32, hát là 64. Nhưng mà sau khi phẫu thuật chúng ta thấy là mặc dù các tế bào mạng mô nó giảm không nhiều, nó còn khoảng 2475, nhưng mà cái CV nó lên tới 46 và cái hát nó giảm xuống còn có 48. Thì đây là một trường hợp mà điểm khác điển hình là tổn thương tế bào mạng mô mà sau phẫu thuật mạng mô. Thì có một cái đặc điểm là mình cần lưu ý là thì bệnh nhân này được chẩn đoán là bệnh lý tế bào mạng mô là do phẫu thuật. Thì mình biết là sau một cái hồi nãy là em có đưa một cái bảng, tức là sau phẫu thuật mạng mô hoặc phẫu thuật là OCCE thì tế bào mạng mô sẽ giảm khoảng 7-10%, kèm theo đó là trên người bình thường thì mỗi năm nó sẽ giảm khoảng 0.5%, nhưng mà trên những bệnh nhân đã mổ và được cắt đặt kính nội nhãn thì cái tỷ lệ giảm tế bào mạng mô mỗi năm nó sẽ tăng lên là tới 2.5%. Đó là những cái đặc điểm mình luôn. Cái này nó có ý nghĩa cái gì? Có cái gì đó, có cái gì đó, có cái gì mổ xong đó bệnh nhân nó đến một cái giới hạn chưa mắc phục ha. Thì có những bệnh nhân mới mổ xong tốt, nhưng mà chừng 5 năm sau bệnh nhân cũng bị mắc phục, hiểu không? Thì do là do gì? Là do cứ mỗi năm nó chết một chút, nó chết đến cái giờ mắc phục thì mắc phục. Thành ra khi mình gặp bệnh nhân đó mình phải hiểu là cái bệnh nhân đó cái lượng tế bào mạng mô trước phẫu thuật ấy, nó bị có thể do phẫu thuật hay gì đó, và là số lượng tế bào ấy, nó trong cái giới hạn là nguy cơ. Rồi bây giờ bệnh nhân còn con mắt còn lại, căn mắt còn lại, thì chúng ta phải chú ý, phải khám kỹ tế bào mạng mô, coi giải thích cái trước khi nó hư thì tại sao nó hư, bây giờ mình đừng có vượt vướng vô đó ha. Do đó cái ý nghĩa của cái này là mình phải nghĩ thì đúng như vậy đó ha. Dạ, thế đây là một cái hội chứng mà hội chứng nội mô mất giác mạc, thì bệnh nhân này trên tâm trạng nó có thấy cái động tĩnh nó hơi lật chút rồi nó có dính không? Dạ, chúng ta khám
nội môn thì chúng ta thấy cái dấu hiệu là hammer sliver. Thì cái này chụp trên các thì đó là cái dấu hiệu lâm sàng gợi ý để cho mình chụp cái tế bào nội môn thì mình thấy là nó có những cái bất thường tế bào nội môn trên đó. Các bạn bác sĩ Đức Minh, đây mình ngắn ngắn nhưng mà chất lượng.